cái nồi đế là cá tăm nha anh chị. Quá chừng cái nồi đế. Cái này nó cũng có cái chân chịu trước cũng như dán dán thú mà cái thân nó lắc qua đê. Để coi cái nồi đế quá trời đế. Anh chị thấy quá trời. Rồi chiều cao và tán ngang không anh? Cái này cao khoảng 2 mét. Tán ngang hơn 1,5 mét. Tán ngang hơn 1,5 mét, chỉnh cây không để lạnh. Dạ, dễ chưa? Dạ, em xin chào anh chị yêu thích mai vàng đã trở lại kênh. Thì kênh Lê Thảo hôm nay tiếp tục đến vùng mai của em Phong ở xã Vĩnh Thành để quay cho anh chị mình giao lưu mai ha, về nuôi để chơi Tết năm 2025 anh chị. Với lại bên vườn cũng có còn để lá cho anh chị mình về lấy bo, cũng như là những cái loại giống như là siêu bông Sài Gòn nè, loại chuẩn giống con to khỏe. Mấy mặt hàng này về anh chị mình lấy bo ha, lấy bo xong rồi mình cắt con tàn lại mình nuôi. Mình nuôi tiếp tục mình nuôi tới cuối năm nay là cũng như là 2025 để mình chơi Tết nha anh chị. Thì em rất mong chị bỏ thời gian theo dõi nha, coi được thì ủng hộ cho vườn mai của Phong nha anh chị. Rồi để không mất thời gian của anh chị nữa, em xin phép vào clip gặp Phong để giao lưu từng loại báo số báo giá nha. Rồi anh chào anh chị nha, hôm nay em giao lưu anh chị là Nhị Ngọc Toàn, anh chị ghép được gần 2 mùa với siêu bông Sài Gòn. Cái này Nhị Ngọc Toàn. Nhị Ngọc Toàn. Cái này về mình lấy bo cũng được nha. Cái này đó em mua tiền bo không, cái này cỡ 2 triệu. Mua bo không ha? Bo. Quá chừng luôn, cái này về lấy bo cũng được rồi, mình con xây sơ để anh chị. Đó. Đây, gốc to nha, hồi gốc độc đáo luôn. Đây. Sản phẩm nè, quá chừng luôn. Nó cuộn vô đụng trong mình mẹ luôn anh chị. Như con tăng. Nó quấn. Đó, rồi cho thông số. Cái này cũng như mấy cây nái lấy bo giờ bán anh chị thôi. Tết rất là bông anh chị. Hoành 26 anh chị. Đo thuốc có tên cái co này. Cái nồi đế này sao rồi đó? Cái này khỏi đo đi. Khỏi đo đi. Cái nồi đế này khoảng cái này khoảng 40 anh chị. Đúng rồi. Cục nạc anh chị. Tại nó gom đặc. Tại nó dính liền nó nằm sắc lẻm luôn. Quá chừng cao luôn. Cao 1,4 m. Tán ngang 1,1 m. Cái này là coi như là năm nay là chuẩn chưa bông rồi đó. Chuẩn bông. Không gọi nó bông dữ lắm bông nha anh chị. Đồ cắt đó. Để anh chị xem thân nè, thân cây thì không có thẹo dứt gì tên nha anh chị, cây thì cành nhánh tứ diện hết tên ha. Đặc biệt có cái thân cây cúc này rất là đẹp luôn. Rồi đế cũng có ha, để đế nè. Cái này mã số mấy không? Cây này mã số 22 đi anh. 22. Tiếp nối ha. Rồi cây này 22 thì em giao luôn anh chị là 4.500.000. 4.500.000 mã số 22 nhìn còn nha anh chị. Anh ship đi có ship chậu không? Cái này em ship đi không có ship chậu anh. Bị cái này nó cũng thần chậu rồi phải không? Dạ thần chậu 2 năm rồi. Giờ dở lên nó không có gớt phân nào đó. Rất mong chị xem và ủng hộ nha anh chị. Cây này cái dòng rất này rất là đẹp nha. Nhị Ngọc Toàn bao chuẩn anh chị nha. Rồi xuống cây. 23 anh chị, là siêu bông Sài Gòn. Số 23. Cây này thì em không có đôn luôn. Em tự nó nở bông tùm lum hết trơn. Giờ nó rụng em để vậy luôn nè. Cái này ghép được bao lâu không? Cây này ghép được khoảng 7 tháng. 7 tháng rồi nha anh chị. Đây nè, nguyên một cái bệt luôn. Cái sổ ha. Về cắt tỉa rồi lại nhanh chị phụ Phong. Không nhiều quá, không rất là nhiều nên là làm không có xiết á. Và lại những mấy mặt hàng này là còn bên vườn còn rất là nhiều. Rất là nhiều. Em sẽ bán hết cho chị. Kinh doanh nuôi đặng cuối năm nay mình bán. Cái này về mình cắt mình đôn lại nha anh chị, 2 phân rồi luôn. Cái cây thì bao sung pho khỏe anh chị. Cái này. Cái để tự động nó rớt lá ra rồi. Hoành là 32. Gốc khá là đẹp luôn chị. Cái sổ là 27. Tính 25 nha. Tán ngang là 85. Cao là 90. Cũng mong quá trời mong. À, anh chị thấy sổ một cây ăn tay em ha. Em dịnh tay về nhanh cho anh chị mình hình dung nó bự nhỏ. Trong xe đó. Đó cục nạc anh chị coi. Thử cục nạc không? 49. 49. Cái này là mã số 23. 23 siêu bông Sài Gòn. Sài Gòn. Cây này giao luôn anh chị là 2.200.000. Cũng như lấy cái phôi lại anh chị. Rồi. Nhiều quá mình chăm không xiết, mình phải bán rẻ anh chị về. Cái này làm. Mình bỏ chậu luôn không? Bỏ chậu á. Bỏ chậu lên anh chị. Tiếp theo là mã số 24. Cây này là siêu bông Sài Gòn anh chị. Cây này thì Tết thì em cũng không có đôn luôn, em cho nó nở gực gà gực luôn. Cái này ghép được bao lâu không? Cây này ghép được gần 10 tháng à. 10 tháng đúng không? Đây siêu bông Sài Gòn. Thì em ghép hôm tháng 3, tháng 3 4. 3 năm rồi không? Dạ. Đây. Siêu bông Sài Gòn. Bao chuẩn giống, bao đúng giống nha. Ở đây nó có thẹo tí xíu nha anh chị. Tại mấy cây này giá trị gì sao em quay kỹ lưỡng cho anh chị xem. Nhưng mà cái thẹo này không đáng kể nha. Nó đang miếng rồi. Rồi cho thông số không.
quá chừng mấy em bán đó. Hành lý cho anh chị hết nè, hoành là 30, cũ đặt ngày 54. Cái giọng đắt anh chị, cao 1m26, ngang 1m1. Bông Sài Gòn. Hôm nay em sẽ bán cái này cho hành lý anh chị. Hành lý luôn. Cái phôi này hồi đó em mua là giá trị là 4,5 triệu nha anh chị. Em ghép đúng gần cả năm rồi. Bây giờ em bán anh chị là 4,8 triệu. 4,8 triệu. Cũng như là rút vốn rồi ha. Lỗ vốn. Mã số 24 nha anh chị. 4,8 triệu nha anh chị. 4,8 triệu, bao phí ship của bỏ chậu. Rồi cái tiếp theo không ơi. Mã số 25 nha anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Sài Gòn cũng ghép 10 tháng phải không? Dạ. Thấy trưng bày. Người ta đã ta đôn hết, em vẫn chưa đôn để nó ở bông. Để nó ở bông á. Bông nở tự nhiên luôn. Tự nhiên. Hoành 36 tính 35. Đo xích xuống củ nạc nữa không? Quá trời cũng. Đây bông 36 luôn. Nhưng mà đo nha. Xích xuống này cái nó coi ở. Vậy nó hơi bự, nó gần 60 anh chị. Quá trời cái bạch luôn mà. Cây này không không hẹo dít gì chứ. Cây này sạch bon. Tay cành đều lắm anh chị. Thứ diện nằm chị thấy từ dưới lên trên. Đặc biệt cái này nó nồi đế đặt rất là đẹp luôn. Cao 1m3. Nghe 1m3 luôn. Rồi, mã số 25 này. Rồi, 5 triệu anh chị. À, 5 triệu bao phí ship, ship đi bỏ chậu. Bỏ chậu. Siêu bông Sài Gòn những dạ, chị nhớ mã số nhớ chúng mày giùm em nha. Cũng là siêu bông Sài Gòn. Mã số 26 anh chị, siêu bông Sài Gòn này, ghép cũng được 10 tháng. Cây này thì không có đôn nhưng mà tự nhiên tự động lại lá, bởi vì anh chị thấy nút nụ cũng còn nữa ha. Nhưng mà cây cực kỳ sung luôn. Còn bán thanh lý không chị xem được ủng hộ anh chị. Đầu năm em sẽ bán thanh lý hết. Cây này cây hú anh chị, nó có hai cái chân. Đây nó có cái kẹo nó bằng cái út cái xíu nha. Mà nó nằm ở ngoài luôn. Miếng da rất là mạnh luôn. Rồi cho con số, có hai chân trước nữa anh chị. Hai chân trước. Ngượng lòng, giăng lòng. Hoành là 29. Như vậy là tới 30 mấy rồi anh chị. Quá trời mình hồi coi lắc bên đây đẹp. Cao là 1m3. Ngang tới 1m5 anh chị. Rồi, cây này bán chị là 4 triệu 6 anh chị. 4 triệu 6 nha. Ship đi bỏ chậu cây này. Chị nhìn thấy nè, một cái bịch đế ha. Hàng anh chị nuôi năm tới thì bao lời luôn chị. À. Tại em bây giờ không có thời gian, nó nhiều quá cho nhiều. Có hai chân cước này. Chân thì bằng ngón tay út, chân bằng ngón tay tỏ anh chị. Đó, anh chị thấy ha. Cây mã số 26 anh chị. 4 triệu mấy nhắc lại. 4 triệu 600 ngàn. 4 triệu 600 ngàn, bao phí ship thì bỏ chậu. Mã số 27 anh chị. Một cây nhị ngọc toàn nha. Cái này ghép cũng 10 tháng. Cái này ghép mùa mấy à? Mùa mấy? Mùa... Một mùa mấy à? Một mùa mấy hả? Hả? Nhiều toàn. Trung bày chứ. Khác rồi. Cái này trúng cái cây đầu tiên nè, nhiều toàn. Nhiều ngọc toàn nha anh chị. Đây, rồi cho thông số cái hoành gốc mình để. Hoành là 26. Cây nằm bọn. Cao 1m5, hơn 1m5 tính 1m5 anh chị. Nghe là 1m3. Đây đâu đo nó nằm bò được nhiêu không? Cho kỹ kỹ cho anh chị mình xem coi, được ủng hộ. 40. À, nằm bò dài được 40 nha anh chị. Đó, mấy cái này anh chị mình nuôi giá trị về sau ha. Nhiều còn. Mã số 27. Rồi cái này 4,3 triệu. 4,3 triệu, bao phí ship vừa bỏ chậu. Rồi tiếp theo. Mã số 20. 8 là con nhị ngọc toàn anh chị. Cây này vẫn chưa luôn. Anh chị thấy nè. Đó, hoa sọc ha. Vàng cái trắng nè. Đây. Rất là đẹp anh chị. Rồi cho thông số không ơi. Cây này cũng thuộc dạng cây hú anh chị. Vậy anh chị mình coi anh tàn đồ lỡ nha anh chị, rồi muốn lấy bò rồi lấy ha. Còn đây. Hoành là 31. Cây này có một cái hẹo em làm kéo liền rồi luôn. Kéo liền chưa? Đây anh chị thấy nè, liền hết cả ha. Đó đó cuối cùng này chim á. Quá trời cái bệt luôn mà. Cũ đặt ngày 58. Quá trời cái dạng. Quá trời cây. Cây này nhìn ngoài bự lắm, bự anh chị. Đây nó có lỗi chút xíu là ngay cái tẹo này thôi, nhưng mà nó kéo nhanh chị, kéo kéo bít hết. Rất mạnh luôn. Nó cháy nắng. Cháy nắng. Đây anh chị nhìn thấy mặt này rồi chưa? Cây này cao khoảng 1m7. Nghe khoảng 1m4, 1m5 nè. Cây này thuộc dạng cái hú anh chị. Hai chân rất là bự. Cây này mình ghép được bao lâu? Cây này ghép chắc cũng 6, 7, 8 tháng vậy. Ghép lượt luôn xưa. Cây này dạng cái hú anh chị, hai chân trước rất bự nha. Cái chân nó bự bằng ngón tay của mình. Coi cái chân này. Đây. Đó. Cũng bằng tay cái của em luôn anh chị. Đây cái bệt bên đây nè, hồ nhịn đã chưa?
Cái này về nuôi anh chị mình sắm cái dĩa lớn lớn á, vô rất là đẹp luôn ha. Cây này về mình làm gọn, làm sạch cây là nhìn cây phê phê đúng không? Rồi cây này giá lúa anh chị là 5.400.000 luôn. 5.400.000 cho mã số 28 nha anh chị. Cây này cái phôi đúng mắt anh chị. Nhìn ngọt to, con chị xem ủng hộ. Rồi, tiếp theo là mã số 29. 29 cũng như ngọt toàn anh chị. Ôi ôi ha. Nở tùm lum. Ở đây có con cánh nó vàng tươi luôn nè. Cái này bông gió anh chị, không có lại lá nó nở bông nữa. Nở tùm lum hết chứ. Cái này khá là đẹp luôn. 2 tháng là chưa ăn phân gì chứ chị. Ở nhiều quá rồi. 2 tháng chưa ăn phân. Nước còn không đủ tưới. Quá trời bông. Hoành 26. Đây cũng hình thú nè, có hai chân trước nó nè chị. Chiều dài thú này 35. Hai chân. Đó, nhìn thấy nè. Này mặt hoa nên chị nhiều còn ha. Cái bông rất là chuẩn luôn, rất là đẹp luôn. Hai màu. Vàng. Cao cây này là 1m3. Ngang là 1m. Rồi, cây này hành lý cho anh chị luôn nha. 3.3 triệu. 3.3 triệu tầm nha. Đó, nhiều còn anh chị hình thú. Xin lỗi ai chú bộ. Rồi, rất mong chị xem và ủng hộ mã số 29 là 3.300.000 nha anh chị. 10. Tiếp không. Theo là mã số 30 nha anh chị. Cây cúc họ Hương nha anh chị. Họ Hương. Cây này chưa đôn luôn nha anh chị. Cây ghép được bao lâu rồi không? Cây này ghép hơn 2 mùa rồi. 2 mùa anh chị. Hơn 2 mùa rồi. Cúc họ Hương chị thấy nè. À trời. Này giờ là Tết không lại lá. Không anh, nó nở banh sát luôn anh. Banh sát luôn. Và đặc biệt cái gốc này khá là đẹp anh chị ơi. Quá chừng cái vàng gốc này. Cho thông số đi thôi, mình tự gốc này. Ôi trời gốc. Quanh là 30. Cái nồi đế là cá tâm nha chị. Quá chừng cái nồi đế. Cây này nó cũng có cái chân chịu trước cũng như dán dán thú mà cái thân nó lắc qua đê. Đi coi cái nồi đế quá trời đế. Anh chị thấy quá trời. Rồi chiều cao và tán ngang không anh? Cây này cao khoảng 2m. Tán ngang hơn 1,5m. Tán ngang hơn 1,5m. Chỉnh cây không để lạnh. Dạ dễ dàng. Rồi cây này em bán hụt hồi vốn chị luôn nha. Giá 6 triệu đồng. Mà số này mà số mấy? Dạ số 30 anh. 30. Cây này giờ thật sự chị mua phôi nó cũng ngang cái giá phải của em luôn rồi. Không nhận cái gốc này đẹp thì cũng bự dữ lắm, bự nha anh chị. Rồi cái cục nạc cũng bự nữa, thân thì lắc lượng nè. Đó, hồi đầu ha. Đây. 6 triệu đồng nha anh chị. 6 triệu. Bao số 30. Cây này chơi là xứng đáng nè, bảo đảm chị luôn. Cây này mình ship đi có ship chậu không? Dạ không ship chậu anh. Bỏ chậu. Rồi, cây rồi. Theo. Xuống. Rồi. Số 31 anh. Nhiên ngọc toàn. Ngọc toàn, này ghép được bao lâu không? Cũng hơn mùa rồi. Cây này sung nha anh chị. Nãy tên này được hai bo gãi tim bo. Gãi hết bo hả? Bo chủ. Tên cái đỉnh không? Ừ. Mà không sao cái này mình kéo đỉnh. Đúng rồi. Đó, đây. Đế, để sổ nha chị. Rồi cho thông số. Quanh 27 tính 26. Cái cục này 40. Ủa dữ. Nhiêu? Tại 43 chị thiệt. Khá nhỏ xíu. Sổ bằng găng tay của em nha chị. Cái thân rất là đẹp, lắc ha. Cao 70, ngang 70. Nhiên ngọc toàn đó chị. Rồi, 1.500.000. Mà số 31 không? Dạ. Số 31 là 1.500.000. 1.500.000. Rồi, đây tiếp theo. Số 32. Chưa đâu, chưa đấy đâu. Số 32. Đó, mấy bữa chưa? Siêu âm Sài Gòn. Cây 1, 2, 3, 4, 5. Chắc cũng 7-8 tháng vậy nè. Chưa có đôn nữa. Chưa con tàn nha anh chị. Tự động rớt lá ra đọt thôi anh chị. Mà thân cây rất là đẹp. Nó làm như cái này, chỗ này làm như nó bị xù vậy đó. 27. Hoành thân là 27. Nắng quá rồi, 52 cái cũ. Mà cái cây này rất là quái dị luôn anh chị. Cao 62. Ngang 70. Đấy. Rồi, cái cây này em giao luôn anh chị là 1.300.000. Siêu âm Sài Gòn. Mình bỏ chậu lên không? Bỏ chậu. Theo. 32 anh chị là một cây cúc hoa hồng Thanh Tú. Cúc hoa hồng Thanh Tú, cái này mình ghép được bao lâu không? Ngày mùa mấy rồi. Ngày hôm cũng cắt sơ, tổng Tết là cắt rồi bỏ đại nữa. Con tàn. Cây này hiện bao mạnh cho anh chị nha. Thân thì tứ diện nha anh chị, cành nhánh tứ diện tên nè, cây trực đứng. Hoành 21. Hoành 21. Cao 1m. Ngang 75. Rồi, cây này 800.000 bao ship bỏ chậu. 800.000, mã số 32. 33. 33 không? Mã số 33 qua Hồng Anh Tú nha anh chị. Rồi, cây tiếp theo. Rồi, mã số 34 nha anh chị, cây clip nha. Cây này em bán phôi cho anh chị về ghép nha.
quá chịu cái vòi này nha. Là về mình đóng cái bò vô cái cành cũng được, mà đóng vô cái thân cũng được. Ở đây không bông, có siêu bông mình lợi nữa anh chị. Dạ. Mình mua phôi chị không? Em cho bo luôn cái này, em cho chị 20 bo. À, tặng bo kèm theo đăng ký đủ cái mai này ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Còn chị sợ mà ghép được thì em cắt em ghép em gửi luôn. À, cũng được. Ghép ghép rồi gửi đi ha. Ừ. À, ngon này nha. Hoành 26. Cái củ 53. Cái này quá gì lắm. Rồi, cây mã số 34 nha chị. Cây cú liếp bán phôi nha, cây này nó phôi chứ cành. Cây này rất là đẹp nha. Chị nào thích siêu bông mùa lợi, họ Hương, Đa Phúc gì cứ nói em cắt bom gửi anh chị tự ghép. À, Phong đo giùm anh cái... Cái cũ hả? Cái cũ kìa, cái sổ kìa. Quá trời cái cục luôn nè. Nó sổ tới 20 luôn. Cục nạc. Cục nạc này tới 60. Chừng cục nạc anh chị. Rồi, cây này em bán phôi cho anh chị là 1.300.000 luôn nha. Em bao ship. Cây này bỏ chậu nha. Số hỏi em là 037-691-0321 nha. Em ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre anh chị. Rồi, rồi. Clip luôn không, Phong. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại. Vừa rồi vừa qua em có giới thiệu vườn mai của Phong ở xã Vĩnh Thành đó nè. Bên vườn giới thiệu với anh chị mình Cúc Thọ Hương nha. Rồi Nhị Ngọc Toàn đó. Đặc biệt bên vườn có mã số 30 anh chị. Một cây Cúc Thọ Hương này có bộ đế khá là đẹp luôn. Anh chị xem được, tham khảo có được miếng... được thì ủng hộ cho Phong giùm em nha anh chị. Rồi em cũng cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian theo dõi rất là nhiều. Rất mong sự ủng hộ của anh chị đến với nhà vườn của Phong ha. Rồi thì em cũng xin chào tạm biệt anh chị. Hẹn chị lại clip sau.